Ngay lúc này ở Việt Nam kinh tế cũng bị chậm rồi, Covid rồi, cộng lại công ăn việc làm, buôn bán chợ búa hàng hóa đều không được. Chỉ có cái hay nhất là mình đầu cơ tư vô Phật, vô tâm linh, vô kinh điển, mình nhưng mình ngồi thiền đọc kinh để mà cho qua cái mùa sàng lọc này. Mình không biết có một món quà gì để mà mình đón chờ Phật Di Lặc ngài sắp xuất hiện sau khi cái thế chiến thứ ba bùng nổ. Thôi chị khuyên quý vị nên tự mình làm một món quà để mà đón Phật. Rồi bên mấy người đạo Công giáo thì nên chờ để đón Chúa tái lâm, ngài sắp xuất hiện rồi đó quý vị. Xưa giờ kênh này của Kiệt mục đích chỉ nói để đánh động lên tất cả nhân loại. Hiện dịch cơ vận đang di chuyển là do cha và các chư vị, do mẹ chứ không phải do con người của mình. Cho nên đưa tin là người giỏi cỡ nào nữa hôm nay cũng thua chạy có cờ đó. Tới ngày hôm nay tất cả những gì mà việc nhận định của vụ là Đức Thầy để mà truyền đạt cho quý vị để chuẩn bị cho cái ngày là những ngày kế tiếp thì nó trúng 80-90%. Mai mốt sư phụ mà xuất hiện xong, Phật Di Lặc xuất hiện chắc việc tạm biệt quý vị nha, cũng nhiệm vụ cũng xong. Lên này lót chót học được nói tiếng Việt ngày đầu cũng hơi bỡ ngỡ, nói cũng lập cập, bữa nay cũng được chút chút, không có bằng mấy người chuyên nghiệp nhưng mà cũng đỡ.